Mến chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa trong mọi miền tổ quốc. Hôm nay đến với kênh YouTube Bonsai Lợi Nguyên, anh Lợi sẽ giới thiệu một số món đồ đồng vừa mới về với bà con của mình nha. Xin chào anh Lợi ơi. Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lợi Nguyên của em ngày hôm nay nha. Thì hôm nay là clip này giao lưu với bà con một số đồ đồng xưa cũ và đồ gốm nha. Để giao lưu qua số điện thoại của em 0772 877278 nha bà con. Em ở tại khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Bôn, thành phố Cần Thơ nha. Rồi đầu tiên vô là mã số 1G nha bà con. Đây là một bộ thuyền Bắc Tiên nha. Đây Bắc Tiên Quá Hải nha bà con. Đây rất là đẹp, thuyền rồng nha bà con. Chiều dài này em đo tổng thể luôn là 31 nha. Chiều cao là 11. Đây rất là đẹp nha bà con. Bộ này thì cân nặng là khoảng là 1,4 kg. Cái này thì khoảng tầm bây giờ chứ không phải hàng xưa xưa như cổ nha bà con. Cái này tầm mười mấy năm thôi. Đây cái này thì cái đế người ta làm chấm da độc nha. Thì dán cái giấy nhung lên. Tám vị tiên nha, rất là đẹp, hàng phong thủy nha bà con. Đây nặng khoảng 1,4 kg nha. Giá giao lưu bà con là 1,7 triệu thôi nha. Đây 1,7 triệu bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Tiếp theo là mã số 2D. Đây 2D nha, đây là thuyền bòm Thuận Bòm Xuôi Gió nha bà con. Các bạn đồng luôn nha. Đây hàng phong thủy chân trong nhà rất là tốt. Chiều cao này em đo là 27. Chiều dài này là 32 nha. Chiều dài 32. Đây Thuận Bòm Xuôi Gió rất đẹp nha bà con. Này thì cân nặng khoảng 2,1 kg nha. Đây nặng 2,1 kg. Đây bà con xem giùm em. Rất là đẹp nha bà con. Cũng đồng rất đẹp nha. Rồi giá giao lưu bà con là 2,2 triệu nha. Này cân nặng 2,1 kg nha bà con. Rồi giá 2,2 triệu. Mã tiếp theo là mã số 2D. 3D nha. Đây là một con ngựa đứng trên là thổi vàng nha. Đây ngựa đứng trên thổi vàng, ngựa mã đáo thành công. Rất là đẹp luôn nha bà con. Đây ngựa đứng rất lớn nha. Con ngựa này em báo từ cân nặng nó luôn khoảng 5,5 kg nha bà con. Ngựa là cân nặng 5,5 kg luôn nha. Rất nặng. Chiều cao đo tổng thể luôn là 39. Quanh bụng này ngựa này là 31 nha bà con. Còn quanh đế tổng này nha 68. Đây đứng một đống vàng rất là đẹp nha bà con. Tượng trưng cho nhà mình làm mã đáo thành công nha. Đây phát tài phát đạt luôn, rất là đẹp. Đây bà con mình về vệ sinh chà đánh bóng lên nha. May mặt đế đây. Cũng có ốp nhung hết trơn. Có ốp nhung và chỉnh da đập nha bà con. 5,5 kg nha, cái đế thì bọng thôi còn ngựa trên đập. Rồi giá giao lưu bà con là 3,9 triệu nha. 3,9 triệu đồng. Đây ngựa mã đáo. Mã số 4 là một cái đồ giả thuốc nha, bằng đồng luôn. Chiều cao này em đo là 22. Đây luống cán luôn nha bà con. Còn cái bình không là nó 12 thôi nha. Còn hoành bụng này là 28. Đây đồng rất là dày. Rất là dày nha bà con. Đây mặt đế đây nha. Rất là đẹp nha. Dầm rất là đẹp. Cái này cân nặng là 1 kg nha. Rồi giá giao lưu vào hai bà con 1,2 triệu thôi nha. 1,2 triệu đồng. Rồi mã tiếp theo số 5. Một bộ ấm trà. Đây ấm trà rớm sứ nha, gạn men rất là đẹp nha bà con. Bộ ấm trà này thì hàng cũng bây giờ nha, cân nặng là khoảng là 1,7 kg thôi. Đây. Cái tách trà thì khoảng 6 phân, còn cái dĩa thì 10 phân nha. Còn cái ấm này chiều cao này là 11. Chiều dài tổng luôn nha. Cái miệng quay ấm luôn là khoảng 19 nha bà con. Hàng lành tích liền lạc hết. Đây gạn men rất đẹp nha, dòm rất là sang trọng nha bà con. Đây từ bình tới dĩa tới ly luôn, bao đẹp cho bà con mình luôn nha. Hàng liệt lạc lành tích. Bộ này thì em giao lưu bà con có giá là 1,000,000 nha. Đây 1,000,000 đồng thôi nha bà con. Rồi tiếp theo là đến với mã số 6. Số 6 là một cây gậy rồng nha. Đây một cây gậy đầu rồng. Đây bằng đồng luôn nha bà con. Chiều dài tổng thể là 90 nha. Quành này là 6 phân thôi. Đây cân nặng là khoảng là gần 800 g nha bà con. Này mình có thể dặn gời ra mình vệ sinh được nha. Rất là đẹp nha bà con. Đây cái gậy này giao lưu bà con giá 1,1 triệu nha. Rồi 1,100,000. Tiếp theo là mã số 7 là một cái đồ rạc trăng thuốc bằng đồng luôn. Đây bà con mình xem giùm em. Đồng rất là tốt nha. Chiều cao dày này khoảng là 4 phân. Đường kính 12 nha bà con. Rất là đẹp nha. Đây cái này cũng hàng bây giờ, cân nặng là cũng khoảng là 700 g. Rồi giá giao lưu bà con là 700 000 nha. Đây hôm nay em thu hồi vốn lại luôn nha. Tiếp theo là mã 8D.
Đây, tấm dê này là một cái mâm đồng xưa, mâm đậy lu gạo hồi xưa đó nha bà con. Đây, mâm cúng cũng được nha. Hàng này là em bao tuổi đời cho bà con mình luôn, rất là già nha bà con. Đường kính này là 54 nha bà con. Cái này thì cân nặng 2,5 kg luôn nha, rất là dày. Con mình xem kỹ giùm em. Mâm này thì trước giải phóng nha, tuổi đời trên 40 năm nha bà con. Rất là dày nha, bảo đảm cho bà con mình luôn. Cái này thì giao lưu bà con có giá là 2,4 triệu nha, cân nặng 2,5 kg nha bà con. Đây 2,4 triệu thôi, đẩy đắp rồi. Đến tiếp theo là mã số 9 này nha. Số 9 thì em cũng có mấy cái mâm mình treo tường bằng đồng nha. Mâm này là lý ngư vọng nguyệt. Cái này là cái đế của nó nha bà con. Em để mà quay không được thì em sẽ để căng sau bà con mình nha. Cái mâm không là 51 nha. Còn chiều cao tổng thể là 66. Đây đế là bằng gỗ mà lớp đồng ở ngoài nha. Lớp đồng. Đây mâm lý ngư vọng nguyệt rất là đẹp. Cái mâm này không treo tường thì em giao lưu bà con có giá là 1,1 triệu thôi nha. Nếu mà bao gồm đế ở dưới luôn á, bà con lấy đế luôn thì đế không thì có giá là 1,6 triệu nha. Đây rất là đẹp nha bà con. Còn mua một trọn bộ là 2,5 triệu nha bà con. Đây trọn bộ là 2,5 triệu. Đây là bớt 200.000 cho bà con mình đó nha. Đây mặt phía sau đây có móc mình treo tường luôn nha bà con. Đây một cái mâm như gì thì cân nặng là khoảng là 1,2 kg nha. 1,2 kg. Rồi đem quay chi tiết cái đế cho bà con mình xem. Ai mà có mâm mà chưa có đế thì bà con cứ siêu tầm đi. Đây đế không dẫn giao lưu cho bà con mình luôn đế nha. Đế không là 1,6 triệu nha bà con. Dày này tới 6 văn lắm. Này là song long trân châu rất là đẹp. Còn mâm là 1,1 triệu một mâm. Đây. Ha. Còn trọn bộ thì em sẽ bán là 2,5 triệu. Còn mẫu này đó là mẫu công năm 4 mùa. Đây mã số 11 dê. Đây người nông dân những con trâu đi làm đi nha. Rồi mã số 10 dê nha. Đây công năm 4 mùa rất là đẹp. Đây đường kính và cân nặng cũng như nhau hết nha. Có móc mình treo tường luôn. Đây rất là đẹp nha bà con. Cây đa đầu đình theo làng. Giá cũng 1,1 triệu nha. 1,1 triệu bao ship bà con mình luôn. Còn mẫu này là mẫu đôi quy ngương nha. Đây trong hồ sen bà con mình xem cho em, rất là đẹp nha. Đây cân nặng 1,2 kg, đường kính là cũng là 51 52 nha. Móc treo tường nhẵn có luôn. Rồi giá giao lưu bà con cũng là 1,1 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Giá này là giá ưu đãi luôn rồi nha bà con. Rồi đây cũng là tác phẩm cuối clip nha. Em cũng xin mến chào bà con. Rồi rất cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ kênh. Em cũng xin mến chúc bà con mùa dịch thật nhiều dồi dào sức khỏe nha. Và hạn chế ra đường nha. Xin kính chào ạ. Thân ái mến chào tạm biệt quý bà con nha. Rất cảm ơn quý bà con trong mùa dịch bệnh này vẫn luôn tiếp tục ủng hộ shop của chúng em. Thì chúng em vẫn cố gắng sưu hàng tầm độc lạ về để giao lưu cùng với bà con của mình nhé. Xin chân thành cảm ơn và mến chào tạm biệt ạ.